Hello mọi người, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một chiếc nơ xinh xắn như thế này để mình cài sau đầu ha. Thì chiếc nơ này mọi người có thể cài để mà mình mặc áo dài cũng xinh nha. Hoặc là mọi người có thể đổi sang sợi khác để làm nơ nhỏ hơn cũng để kẹp mái cũng khá là dễ thương nha. Thì đối với chiếc nơ này thì em sử dụng là len mucotone loại 1 màu đỏ tươi. Mọi người có thể sử dụng baby yarn để làm cho cái kẹp của mình nó nhỏ hơn, hoặc là sử dụng cotton Việt Nam cũng được ha. Cotton Việt Nam thì sử dụng cho kẹp mái. Kim móc đối với mucotone loại 1 em sử dụng là kim 2.5mm nha. Thì đầu tiên mọi người sẽ gầy cho em một dây bính gồm có 85 mũi bính ha. Mình sẽ lên cho em là 85 mũi bính nha. Ở mũi bính này mọi người đi đừng có chặt tay quá nha. Vì nếu mọi người đi chặt tay quá thì lát nữa mọi người lên hàng trên, nếu như mà mình đi lỏng tay thì nó sẽ bị bay ra. Nói chung là nó sẽ không có tạo thành cái hình vuông được thì nó sẽ không được đẹp ha. Mọi người cố gắng đi đều tay cho em nha. Rồi sau khi mà mọi người đã chuẩn bị xong được một cái dây bính 85 mũi bính thì mình sẽ đi cho em tổng cộng là 10 hàng nha mọi người. Đây, mình đã có được một dây bính rồi thì mình sẽ quay lại, mình đi cho em từ chân móc thứ 3 tính từ kim móc nha. Mọi người sẽ đi cho em là mũi nửa kép ha. Và mọi người sẽ quay ngược lại, mọi người đi cho em là tổng cộng mình có 83 mũi nửa kép ha. Mỗi chân móc sẽ là một mũi nửa kép ha. Và toàn bộ mình sẽ tổng cộng là mình có 10 hàng. Thì mọi người sẽ đi đều cho em là 83 mũi kép. À, mũi nửa kép nha mọi người. Mũi nửa kép tức là mọi người sẽ quấn một vòng trên kim rồi mọi người rút luôn ha. Đó, mọi người sẽ rút luôn như vậy. Và mình có 85 mũi bính, mình quay ngược lại mình đi từ chân móc thứ 3 nên là mình sẽ chỉ còn 83 mũi nửa kép thôi ha. Nếu như mà mọi người muốn cái kẹp của mình nó nhỏ hơn thì mọi người có thể mọi người sẽ làm cái dây bính nó ngắn lại ha. Thì mọi người sẽ bớt cái số hàng nó xuống thì nó cũng sẽ cho được cái kẹp nó nhỏ hơn ha. Còn nếu như mà muốn to hơn thì mọi người sẽ tăng cái số hàng cũng như là số bính lên thì cái kẹp của mình nó sẽ to hơn. To đến cuối hàng thì mọi người sẽ lên hai bính và quay đầu cho em ha. Và mọi người sẽ đi ngược lại cho em cũng là 83 mũi nửa kép ha. Thì hai cái bính đầu tiên này sẽ tượng trưng cho một mũi nửa kép. Và mọi người sẽ đi từ cái chân móc thứ hai nha. Mọi người không đâm lại cái chân móc đầu tiên, bởi vì nếu như mà mọi người đâm lại cái chân móc đầu tiên ấy, thì nó thành ra nó sẽ dư một mũi nửa kép. Và hồi sau thì cái nơ của mình á, cái hình của mình nó sẽ không phải là hình chữ nhật mà nó sẽ là hình thang rồi ha. Và hàng thứ hai mọi người cũng sẽ đi cho em là 83 mũi nửa kép. Mọi người nhớ là cặp cái phần sợi thừa ha. Mọi người cặp đi hết cái phần sợi thừa luôn cho em. Càng dài càng tốt thì nó sẽ khó mà nó bị tuột hơn ha. Đó, mình sẽ đi cho em là 83 mũi nửa kép. Rồi sau đó sẽ lên hai bính và quay đầu ha. Thì mọi người cũng sẽ bỏ cái chân móc đầu tiên bởi vì mình đã có một mũi nửa kép rồi. Mình sẽ đi ngược lại cho em và tổng cộng thì mọi người sẽ đi cho em là 83 mũi nửa kép ha. Và ở đây mình có 2 hàng rồi, mình sẽ đi thêm cho em 8 hàng, tổng cộng là mình có 10 hàng. Sau đó mọi người sẽ chuẩn bị cho em một mảnh thứ hai. Mảnh thứ hai thì cũng tương tự như mảnh thứ nhất, mọi người sẽ lên cho em một dây bính 85 mũi bính ha. 85 mũi bính.
Rồi sau khi mọi người có 85 mũi bính thì mọi người cũng sẽ quay ngược lại đi từ chân móc thứ ba tính từ kim móc. Mọi người sẽ đi cho em là mũi nửa kép ha. Và tổng cộng hàng này mọi người sẽ có cho em là 83 mũi nửa kép. Chỉ có mỗi hàng này là mình sẽ đi giống như là cái mảnh trước, tức là 83 mũi nửa kép thôi ha. Còn từ hàng sau thì mình sẽ bắt đầu giảm nha. Và cũng tương tự như là cái phần trước thì mọi người cũng cố gắng đi dây bính đều tay và mũi nửa kép đều tay để cho cái mảnh của mình nó không có bị co hoặc là bị giãn ha. Sau đó mọi người sẽ cặp sợi thừa lên, mọi người cũng lên hai bính, lên hai bính và quay đầu ha. Thì ở đây á, mọi người cũng sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên ha, và chân móc thứ hai thì mọi người sẽ đi cho em là một mũi giảm, tức là mọi người lấy sợi trên kim nhưng mọi người không rút, mọi người sẽ lấy hai lần vào hai chân móc khác nhau và mọi người sẽ rút chung một lần để tạo thành một mũi giảm ha. Và sau đó mọi người sẽ đi cho em mỗi một mũi chân móc là một mũi nửa kép. Cứ như vậy, mọi người sẽ đi cho đến gần hết hàng ha. Gần hết hàng mọi người còn hai chân móc. Gần mọi người sẽ đi gần hết hàng này, còn trừ lại hai chân móc. Rồi, còn trừ hai chân móc thì mọi người cũng sẽ đi cho em một mũi giảm ha. Tức là mình sẽ giảm ở hai đầu dây ha. Mỗi đầu dây mình sẽ giảm một mũi. Rồi sau đó mọi người lại lên cho em hai mũi bính và quay đầu. Mọi người lại tiếp tục đi cho em một mũi giảm. Sau đó sẽ là tiếp tục là mỗi chân móc là một mũi nửa kép ha. Và cũng đi cho đến gần hết hàng trừ lại hai mũi. Rồi còn hai mũi thì mọi người sẽ đi cho em một mũi giảm ha. Cứ như vậy mọi người sẽ giảm cho em đều ha. Tức là mỗi một hàng mình sẽ giảm ở hai đầu là mỗi đầu là một mũi nửa kép giảm, để cho nó kiểu như là nó sẽ tạo thành hình thang á mọi người. Cứ như vậy mọi người sẽ đi đủ cho em thêm 8 hàng nữa là thành 10 hàng ha. Và mình sẽ có hai đầu nó sẽ giảm vào thì nó sẽ tạo thành một hình thang ha. Rồi mảnh thứ ba thì mọi người sẽ lên cho em là 20 mũi bính. 20 mũi bính ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sau đó mọi người sẽ đi ngược lại ha. Mọi người sẽ đi vào chân móc thứ hai tính từ kim móc. Và mọi người sẽ đi cho em tổng cộng là 19 mũi đơn ha. Ở mảnh này thì mọi người sẽ sử dụng cho em là mũi đơn. Và mọi người sẽ đi cho em là 19 mũi đơn. Rồi sau đó mọi người sẽ cặp sợi thừa lên và mọi người đi cho em một mũi bính. Sau đó quay đầu mọi người lại đi cho em là 19 mũi đơn ha. Rồi sau đó lại lên một bính và quay đầu, lại đi thêm một hàng 19 mũi đơn nữa. Thì ở cái mảnh này mình chỉ có 3 hàng thôi, mỗi hàng là 19 mũi đơn, không tăng không giảm ha. Sau đó mọi người sẽ cắt sợi và trừ một đoạn sợi tầm 30cm ha. Càng dài càng tốt, nói chung là 30 là dư rồi đó. Để lát nữa mình sẽ khâu 3 mảnh lại với nhau nha. Thì sau khi mà mọi người đã có được 3 mảnh, một mảnh hình chữ nhật, một mảnh hình thang to và một mảnh hình chữ nhật bé tí, thì mình sẽ tiến hành mình khâu ráp nha. Đầu tiên mình sẽ dùng một mảnh hình chữ nhật, tức là cái mảnh mà có 10 hàng, mỗi hàng là 83 mũi móc kép,
vài mũi nửa kép không tăng không giảm á, thì mọi người sẽ khâu hai cái cạnh ngắn lại với nhau ha. Mình sẽ khâu hai cái cạnh lại. Thì ở đây mọi người có thể khâu đẹp hoặc khâu xấu thì cũng không sao hết, tại vì một lát nữa cái phần khâu này á nó cũng sẽ được giấu ở trong cái phần mà mình khâu cái mảnh nhỏ lại á, nên nó đã được giấu rồi, cho nên là mọi người có thể khâu xấu một tí cũng không sao ha. Nhưng mà nếu như mọi người khâu đẹp thì tất nhiên là nó sẽ tốt hơn ha. Thì cứ một mũi ở bên này, một mũi ở bên kia, mọi người khâu qua khâu lại cho em ha. Đó, cứ một mũi ở bên cạnh này và một mũi ở bên cạnh kia, mọi người khâu như vậy cho em là được. Thì ở cái mảnh này á, em quên mất em chừa nó hơi ít sợi, cho nên là nó hơi bị thiếu. Thì mọi người cố gắng, nếu như mà thiếu thì mình lại, nếu mà thiếu quá thì mình lại lấy một đoạn sợi riêng rồi mình lại khâu vào, cũng không sao hết ha. Vì đằng nào thì nó cũng nằm bên trong rồi nên không sao hết. Nhưng mà cố gắng là mọi người khâu á, thì mọi người sẽ giấu cái mối nó dài dài một tí, hoặc là nó chặt chặt một tí, để nó không bị sút á. Tại vì em nghĩ là một cái nơ thì mọi người sẽ phối với lại nhiều bộ đồ á, cho nên là mình xài càng bền càng tốt ha. Đó, đến đoạn này thì mọi người thấy là sợi của em nó bắt đầu hụt rồi, nhưng mà em hơi bị cố chấp á, cho nên là em vẫn khâu, tại vì nó còn có mấy mũi à, nên là em sẽ cố gắng em khâu cho hết luôn. Và em sẽ dùng cái kim móc em lại về lại mối để cho nó chắc hơn ha. Đó là chỉ còn có một đoạn như vậy thôi, thì em sẽ sử dụng kim móc để mà em kết nó lại thêm một hai mũi nữa để cho nó chắc ha. Đó, xong rồi em sẽ lật nè, mình sẽ để cái mặt phải ra ngoài nha. Rồi sau đó mọi người sẽ kết hợp hai cái mảnh lại với nhau nha. Thì mình sẽ gấp giống như là gấp cái nan quạt đó mọi người, là mọi người cố ra để cho cái gấp lên sao cho cái nơ nó phồng phồng lên nha. Thì cái này mọi người làm, trong lúc mọi người làm là mọi người tự thấy là cần phải làm như thế nào. Tại vì cái này nó em gấp làm ba nè, xong rồi em gấp thêm cái cạnh ở dưới nữa. Thì cái lúc mà mình gấp cái phần ở trên đó thì mình sẽ cố định luôn ha, mình sẽ cố định cái dây luôn. Đây là em bị ngược nè, cái phần đằng trước nó phải đẹp một tí ha, mình sẽ cố định gấp y như là gấp quạt vậy đó. Đó, xong rồi mọi người sẽ dùng cái dây mà 20 bính á, mọi người sẽ cố định nó lại. Thì cái dây của em làm á, nó vừa vặn với lại cái phần này luôn, để nó giữ cái phần nơ cho nó chắc á mọi người. Còn nếu như mà mọi người làm lỏng hơn một tí thì cái lúc mình cố định á, nó sẽ dễ hơn, nhưng mà nó hồi sau cái nơ của mình nó sẽ dễ bị sụp sạch á. Hoặc có một cách khác, nếu mà mọi người siêng hơn á, thì mọi người có thể dùng sợi, dùng chỉ á, mọi người cố định hai cái mảnh trước khi mà mọi người bọc cái mảnh thứ ba bên ngoài cũng được nha. Đó, mọi người cố định trước rồi mọi người hãy bọc cũng được, thì nó sẽ dễ hơn ha. Tại vì cái lúc này em chưa nghĩ ra, cho nên là em làm nó em bọc luôn. Và bây giờ thì tại vì cái lúc quay nó hơi ồn á, cho nên em thu âm lại, nên là nó không có khớp này, mọi người thấy không, nó không có khớp với hành động của em. Nhưng mà em nghĩ ra là nếu như mọi người khâu đính hai cái mảnh trước, mọi người giữ nó lại trước, tại vì đằng nào lát nữa mình khâu cái mảnh thứ ba nó cũng che lại mà, thì nó sẽ đơn giản hơn ha. Đó, thì mọi người chỉ khâu qua khâu lại xong mọi người giấu sợi cho em là được ha. Em sẽ ra một cái series để hướng dẫn móc nơ. Em biết móc nơ thì khá là đơn giản với nhiều chị, nhưng mà những bạn mới học móc á, thì cũng có thể nhờ xem video của em để mà tập móc nơ ha. Mình có thể bắt đầu từ những cái sản phẩm nhỏ nhất, như là nơ to, nơ nhỏ, cài tóc,
sau đó mình quen tay rồi, tại vì nơ thì nó dễ mà, nó sẽ sử dụng chỉ mỗi mũi đơn, mũi kép thôi, mà nó nhiều khi nó cũng không quá đòi hỏi cái sự đều tay của mình á. Thì mình sẽ bắt đầu với những cái thứ nhỏ nhất, nó đơn giản nhất, và mình từ từ mình sẽ quen tay rồi mình sẽ móc sang thú bông, rồi ví, quần áo hay gì đó ha. Rồi mình sẽ cắt cái phần sợi thừa nha. Thì tới đây là mọi người đã có được một cái nơ rồi. Thì mọi người sẽ dùng một cái kẹp, ở đây em sử dụng Miu cô tông loại 1, nên cái kẹp em sử dụng sẽ là cái loại kẹp để mà mọi người bấm đằng sau tóc á. Sau đó mọi người sẽ dùng keo nến, mọi người đính lên kẹp. Rồi, vậy là mình đã có một chiếc nơ xinh xắn để kẹp lên tóc để mà diện vào ngày Tết rồi ha. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Bye bye.